cha cha ra cha, la 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 la, la 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Người tử tế, sống tử tế, sao mà khó đến thế? Người tầm bậy, sống tầm bậy, sao mà dễ như vậy? Cầm cây gậy khi làm bậy, đánh một phát thật là đau. Phải thương đau mới sửa được, người tử tế vậy mới mau. Để hỗ trợ nên ăn rau, cũng có thể ăn thêm câu. Để tử tế phải chịu đau, để tử tế không thể mau. Em tới trễ 15 phút. Anh, tại vì giờ Sài Gòn đất chật người đông, thì trễ chút xíu mà bỏ qua đi. Người tử tế không đổ thừa, người tử tế không từ lưa. Thì thôi như em có lỗi, em xin lỗi được chưa? Được. Người tử tế không được như thế. Nó đó hả? Anh nghĩ là em cần phải học cách để tử tế hơn đi. Và đây là bài thơ anh đã thức cả đêm qua để viết nó. Anh! Sao? Xuống đây. Người tử tế luôn khiêm nhường. Bây giờ chỉ cần em học thuộc lòng nó là em sẽ thành người tử tế hả anh? Anh hy vọng và mong là như vậy. Vậy thì... cho em đi! Không có được. Đây không phải là một tờ giấy bình thường. Đây là một tờ giấy có một khả năng rất đặc biệt. Đặc biệt gì? Nó cũng giống như mấy tờ giấy A4 em photo ngoài kia có 500 tờ. Người tử tế không chủ quan. Người tử tế phải lầm than. Làm cái gì mà cứ người tử tế, người tử tế, người tử tế hoài vậy hả? Người tử tế không nói bậy, người tử tế phải như vậy. Thôi được rồi, bây giờ trong cái tờ giấy đó có cái gì cần lưu ý thì anh nói đi. Đây là một tờ giấy có khả năng rất đặc biệt, có thể thay đổi được vận mệnh và tính cách của con người. Hôm nay anh sẽ cho em thấy được điều đó. Anh, thay đổi được định mệnh của con người luôn hả? Vậy có khi nào em học thuộc đó xong cái em cao được 1m75 luôn không? Em tập trung. Nam mô A Di Đà Phật. Điện linh địa linh Phật mang ra phong. Em làm gì vậy? Trời ơi, ở đây là công viên mà. Ban ngày ban mặt mà anh cầu hồn vậy hả? Phường đội bắt anh bây giờ. Anh đang làm phép rớt tờ giấy của anh luôn rồi nè. Em để anh tập trung đi. Nó bậy nữa bà không à? Bắt sao? Ừ.
Xoài, em bị gì vậy? Người tử tế không được làm thế. Tầm bậy, sống tầm bậy, sao mà dễ đến vậy? Cầm cái gậy khi làm bậy, đánh một phát thật là đau. Phải thương đau mới sửa được, người tử tế dậy mới mau. Nội kiểu gì vậy? Hả? 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 Con uống dẻo hả con? Dạ, dạ không, ngồi chơi. Bữa nay ở nhà mình hả? Có người nói chuyện đỡ quá. Ủa? Cái cây cầu bà của nội để đây nó mất rồi. Hả? Con đâu biết đâu. Mày xích ra qua bên cho coi coi. Ôi, nãy cười quá. Cái chỗ là cái chỗ phong thủy của con. Thì phong thủy tao mới đặt cái chậu bà nằm chỗ này. Mày án vậy trơn rồi, bởi vì nhà này tối thui. Xích ra coi. Nó kỳ quá à. Chỗ không ngồi đâu, ngồi nào đi chỗ khác chơi đi. Trời ơi, ghế má một đốc này sao không ngồi mà tự nhiên mày làm cái gì vậy xoài? Dạ con thích. Con này bữa nay mình nghi ngờ quá. Ôi quá dạ. Trời ơi con ơi, hồi nãy bà nội đi ngoài đường gặp cái chuyện này, trời ơi tụi nó đã dữ lắm. Lại đây nội nói con nghe nè. Trời ơi, cái chuyện này mày bị gạt rồi con. Trời ơi, trời ơi, cái chậu bà của tôi ai luộc vậy trời? Sao héo queo hả? Mày phải không? Con đâu biết đâu, phải con đâu. Không có sao mày ngồi đây hả? Mày làm cái gì? Con nó không có mà, con ngồi chơi thôi mà. Ngồi chơi cái gì? Ở nhà này có còn có mình mày ở nhà à? Mày không làm ai làm? À, che giấu tội lỗi phải không con? Bữa nay ha, bà nội phải phạt con mới được. Nội, con có chuyện, con đi trước hả nội? Ê nè, xoài, xoài.
thoải mái đọc thơ luôn. Người tử tế, sống tử tế, sao mà khó đến thế? Người tầm bậy, sống tầm bậy, sao mà dễ đến vậy? Cầm cây gậy, khi làm bậy, đánh một phát thật là đau. Phải thương đau mới sửa được, người tử tế dạy mới mau. Trời ơi, bài thơ của anh Cát công hiệu vậy? Để hỗ trợ nên ăn rau, cũng có thể ăn thêm câu. Để tử tế phải chịu đau, để tử tế không thể mau. Thơ của anh Cát là khủng khiếp. Lúc này rõ ràng mình còn đứng dưới một bầu trời trong xanh, cây cỏ hoa lá um tùm, vậy mà bây giờ bầu trời tối thui, mọi thứ đổ nát, hoang tàn hết rồi. Khủng khiếp quá. Tại sao ở đây chỉ còn là một mình? Tất cả mọi người đâu hết rồi? Trời ơi, khủng khiếp quá, ghê gớm quá. Xoay Xoay, em bị gì vậy Xoay? Em bị gì vậy? Em bị gì vậy? Anh buông em ra đi. Tất cả là tại anh đó. Tại anh bắt em đọc bài thơ người tử tế này. Anh có biết không, lúc đầu á thì lá vàng rơi khắp nơi, sau đó bầu trời tối sầm lại, rồi bây giờ như vậy nè, khung cảnh đổ nát hoang tàn, tất cả mọi người biến ra mất tiêu, chỉ còn lại một mình em thôi. Anh đi đi, anh đi đi. Em nói cái gì kỳ cục vậy Xoay? Anh làm đi, anh nhìn mọi nơi xung quanh đi. Có cái gì đâu, em phải nhìn đi chứ. Em không nhìn. Em nhìn thì không có gì cả. Em không mở, anh cảm thấy. Bây giờ em mở mắt ra đi, bỏ tay ra, nhìn đi. Có cái gì đâu. Em bị gì vậy Xoay? Hồi nãy em thấy rõ ràng là mọi thứ sụp đổ, không còn cái gì nữa hết luôn á. Nhưng mà bây giờ sao tự nhiên còn bình thường hết luôn anh ơi? Tất cả mọi thứ rất bình thường, chỉ là do em bị ảo giác sau khi đọc bài thơ này thôi. Em bị ảo giác hả? Nhưng mà thôi đi, em không muốn là em thành người tử tế mà em bị phá hủy cảnh quan môi trường ở đâu. Bây giờ em xé bài thơ nè. Ê, không có được nữa đây. Bài thơ này anh phải viết cực khổ, trằn trọc suy nghĩ, mà tại sao em muốn xé là xé? Thật ra anh viết bài thơ này á là để cho những người đọc xong người ta có cái suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn để sống, và hơn hết là sẽ trở thành một người tử tế. Chứ tại sao em lại xé? Bây giờ em phải học, học, học nữa, học mãi, học máu chết thì thôi. Bây giờ học với anh sẽ đọc cho em nghe. Người tử tế, sống tử tế, sao mà khó đến thế? Đọc. Người tử tế, sống tử tế, sao mà khó đến thế? Ừ.
Người tầm bậy, sống tầm bậy, sao mà dễ đến vậy? Anh Cát nói đúng á, mình chỉ bị ảo giác thôi à, chứ đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Người tầm bậy, sống tầm bậy. Cha cha cha, la 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 la.